Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Quách Ngọc Tuyên lập bàn thờ riêng cho nghệ sĩ Hữu Lộc tại nhà. Tại chương trình Khi có thêm ba mẹ, thì nam diễn viên hài đã bật khóc khi nói đến những khó khăn trong cuộc sống. Không phải nghệ sĩ nào cũng khá giả, xuất thân từ gia đình có điều kiện. Đến hiện tại, khi có chỗ đứng trên sân khấu, thì Quách Ngọc Tuyên vẫn luôn có nhiều ước mơ, trong đó có cả việc xây nhà cho ba mẹ. Mới đây, anh còn nghẹn ngào khi nhắc về nghệ sĩ Hữu Lộc. Để có được nơi ổn định như thế này tại Sài Gòn, ít ai biết rằng thời điểm anh mua nhà thì chỉ có 20 triệu đồng, nhưng đó lại là số tiền do đoàn phim còn thiếu, chứ chẳng phải tiền để sẵn. Anh kể, thời điểm em quyết định mua nhà, cái tên Quách Ngọc Tuyên chưa được như bây giờ. Anh Lộc mất là năm 2010, em mua nhà năm 2013, là đúng nghĩa làm liều luôn. Lúc mua căn nhà đó em có 20 triệu, nhưng 20 triệu còn chưa bỏ trong túi nữa. Mà đó là tiền phim đang thiếu em. Em được anh em xung quanh thương, dưới quê thì được dì cho mượn tiền để đặt cọc, ở trên kia thì được anh bố Hoài Linh hỗ trợ 150 triệu. Mỗi khi nhắc đến những khó khăn mà mình từng đối diện, anh đều không kìm được nước mắt. Nam diễn viên không cầm được nước mắt khi nói đến người anh quá cố. Tình cảm mà anh Lộc dành cho những đứa em như tụi em thì khủng khiếp lắm. Anh Lộc làm tất cả những cái gì đều nghĩ cho tụi em hết, nên nếu mà ảnh nằm xuống, em bỏ nghề thì quá dở rồi. Đó cũng chính là một động lực cho em tự vực dậy trong thời điểm khó khăn nhất. Khi con trai có chỗ ở tương tức trên thành phố, thì nỗi mong ước của anh chính là làm thế nào để xây dựng lại ngôi nhà ở quê cho ba mẹ. Ít ai nghĩ rằng không gian sống của phụ huynh Quách Ngọc Tuyên còn khá sập sệ, các bức tường gạch thô sơ. Trong khi đó, vợ kém tuổi của Quách Ngọc Tuyên rất hiểu chuyện. Em với anh Tuyên đã bàn trước, thì trước mắt là cần sửa lại nhà cho bố mẹ xong đã. Nếu có dư thì tụi em mới tính đến chuyện làm đám cưới. Em muốn để cho anh Tuyên đi làm thoải mái, chứ mình cứ đặt vấn đề làm đám cưới nữa thì anh sẽ áp lực thêm. Anh đã tự đặt áp lực cho mình phải kiếm được tiền để xây nhà cho ba mẹ rồi. Anh Tuyên đi làm nhiều cũng là để cho em có cuộc sống thoải mái. Bây giờ em còn đặt cái vấn đề làm đám cưới nữa thì tội nghiệp ảnh lắm. Con gái thì ai cũng thích có một đám cưới, nhưng mà em cứ nghĩ là thôi từ từ để cho ảnh xây được nhà cho ba mẹ xong đã. Nam diễn viên thời gian này cũng đã đầu tư cả các web drama. Anh hy vọng các sản phẩm được khán giả ủng hộ để mình có thêm động lực làm nghề, thêm kinh tế cho gia đình. Quản lý khu trọ tiết lộ, Thương Tín đã nợ 2 tháng tiền nhà từ trước Tết. Nam nghệ sĩ đình đám một thời, nhưng đến lúc về già thì cuộc sống khó khăn, sống trong phòng trọ nhỏ vẫn bị nợ tiền. Từ khi có thông tin đột quỵ của nghệ sĩ Thương Tín đến nay, mọi diễn biến đều được khán giả quan tâm đặc biệt. Dù mọi thứ giờ đây đã có phần ổn định hơn, nhưng vừa lại có thêm chi tiết, nghệ sĩ nợ tiền nhà trọ khiến khán giả thương hơn cho cuộc đời anh lúc lớn tuổi. Những ngày qua, khu vực anh sống cũng bắt đầu xáo trộn hơn khi mỗi ngày có nhiều người ra vô hỏi thăm, động viên. Cả các youtuber ghi lại tường tận quan cảnh. Mới đây, người đàn ông quản lý khu phòng trọ này đã trò chuyện và nhận xét Thương Tín hòa đồng, nói chuyện vui vẻ, nhiệt tình. Anh tiết lộ thêm, giá phòng bao gồm cả điện nước là 1 triệu 500 nghìn đồng. Anh Tín có nợ tiền nhà 2 tháng từ trước Tết, nhưng vẫn thông cảm vì tình hình khó khăn. Được biết, từ lâu nay vì dịch bệnh nên các lịch quay phim bị dời thường xuyên, không có công việc, đồng nghĩa với việc nam nghệ sĩ chẳng có thu nhập. Dù đã đi thuê căn phòng nhỏ ở xa trung tâm thành phố, dưới quận 12, chật hẹp, cũ kỹ, nhưng nam nghệ sĩ vẫn không có đủ tiền đóng. Thương Tín vừa ra gặp quản lý để hỏi về số tiền nong mình nợ trong thời gian qua. Anh vừa được các mạnh thường quân hỗ trợ nên phần nào chi trả được các khoản ở hiện tại. Không chỉ số tiền hơn 400 triệu đồng mà Thương Tín còn được một người bạn đi định cư ở nước ngoài gửi tặng lại chiếc ô tô cũng có giá trị gần nửa tỷ đồng. Khoảnh khắc anh tự ngồi cầm lái khiến khán giả ngỡ ngàng, xen cả phần lo lắng vì nam diễn viên vẫn còn một số phản ứng chậm. Theo như chia sẻ từ phía Thương Tín thì anh sẽ về quê với vợ thăm con gái khoảng 10 ngày hoặc có thể lâu hơn tùy vào tình hình sức khỏe. Thời gian này vẫn chưa có lịch phim ảnh nên nam nghệ sĩ nên về Phan Rang để tiện hơn trong việc tịnh dưỡng, có vợ cận kề chăm sóc bữa ăn. Vợ cũ Hoài Lâm cho con xem hình bố, chưa bao giờ cắt đứt tình phụ tử. Chia sẻ trong chương trình của siêu mẫu Xuân Lan mới đây, vợ cũ Hoài Lâm đã có những chia sẻ về cuộc sống làm mẹ đơn thân nhiều áp lực, cũng như tình phụ tử giữa giọng ca Hoa Nở Không Màu và hai con gái sau khi bố mẹ ly hôn. Tại talk show này, Bảo Ngọc trải lòng là mẹ đơn thân nuôi hai cô con gái nhỏ
chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng với quan niệm tuổi thơ của các con, chỉ có một, muốn các con có khoảng thời gian hạnh phúc, vợ cũ Hoài Lâm luôn cố gắng lan truyền nguồn năng lượng tích cực cho hai bé là Gà Gà và Cún Cún. Theo lời Bảo Ngọc, mỗi khi đối diện với Gà Gà và Cún Cún, cô luôn muốn hai con được thấy mặt tích cực của mình, thế nên lúc nào cô cũng vui vẻ, lạc quan. Khi hai con say dứt nồng mới là lúc Bảo Ngọc cho phép mình sống thật với cảm xúc. Không thể cho hai bé Gà Gà và Cún Cún một mái ấm trọn vẹn có đầy đủ bố mẹ, Bảo Ngọc quyết tâm phải bù đắp cho con xứng đáng. Bà mẹ đơn thân nỗ lực cho hai cô con gái học ở trường quốc tế, thường xuyên đưa con đi khu vui chơi, sắp xếp những chuyến du lịch để mẹ con tạo thêm nhiều kỷ niệm bên nhau. Không bao giờ có suy nghĩ con ốm đâu, nên mỗi khi con nôn ói, ho hay sốt, vợ cũ Hoài Lâm lại có suy nghĩ giận dữ nhiều thứ, nhưng cô chỉ giữ trong lòng những điều không vui, thay vì chút giận lên con cái hay người xung quanh. Nhắc về Hoài Lâm, Bảo Ngọc không giấu giếm việc chồng cũ rất bận rộn, lại điều trị bệnh ở quê nhà nên từ khi chia tay không có thời gian gặp gỡ hai con. Với hai bé Gà Gà và Cún Cún, kỷ niệm với Hoài Lâm cũng không quá nhiều, nên ở thời điểm hiện tại, Cindy Lư khẳng định các con sống rất thoải mái, không để tâm lắm đến việc có bố ở bên cạnh hay không. Bảo Ngọc cũng thường xuyên cho Gà Gà và Cún Cún xem hình Hoài Lâm. Các con thường không hỏi han gì thêm về bố. Cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc nói thêm, chưa bao giờ cô có suy nghĩ cắt đứt tình cảm cha con giữa chồng cũ và hai bé Gà Cún. Khác với những cặp đôi sau chia tay thường dành con về phía mình, Bảo Ngọc cho biết cô chưa bao giờ có ý định đó. Hoài Lâm vẫn là bố của con gái cô. Cô vẫn luôn muốn cho các con gặp bố khi nào chồng cũ đủ bản lĩnh đối mặt. Chia sẻ về cuộc sống mẹ đơn thân nuôi hai con gái nhỏ của Bảo Ngọc nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả. Nhiều người hy vọng Bảo Ngọc sẽ mạnh mẽ vượt qua, nuôi dạy hai bé Gà Gà Cún Cún lên người. Tin rằng với bản lĩnh và tình yêu thương con cái vô bờ bến, vợ cũ Hoài Lâm chắc chắn sẽ làm tròn trách nhiệm cao cả này, dù hành trình ấy có vất vả đến thế nào đi nữa.